Đẹp chưa? Quả này cũng to này.
để lên cái máy cậu kia chân. Này, to chưa? To. Lên lại tiếp đi. Cái con này to. Ui, cá này bắt này. To chưa? Này, con này lên.
Đấy. Đi lên trên này tiếp đi. Cá to chưa? Có cả dâu luôn. Cá to thế nhỉ? Cá to thế, bán nào ấy? Cá này em vừa đi lấy về đấy. Ồ, tươi nhỉ? Ồ, cái này nặng ghê, mấy cân đấy nhỉ? Vâng, anh mua không? Đó, cá này to ấy nhỉ? Bán bao nhiêu tiền? Con này không có cân ở đây thì chắc bán cả con này to thế này lấy bao nhiêu được chắc? 400. 400 à? Ừ. Dạ. Lấy 400. Lấy cho anh đi. Đấy.
Nào xem nào. Tiền bộ này 70.000 chị ạ. Có bớt không? Không bớt được đâu chị. Cái này bán rẻ rồi đấy. Cho mình, cho lấy vào túi cho mình với. Thế chị ơi. Một con. Đấy. Em xin. Em cảm ơn nhé. Thank you.
đây, chị mang gì đặt cho. Đi lên nhà chờ chị đi, tí chị lấy cơm lên cho ăn. Vâng. Cất cái túi này đi. Cầm cái này lên chị với nào. Để bác đi bác ơi. Chị mẹ lại xuống kia chơi đi nhỉ. Vâng. Ăn no vào. Ngon không? Mai mẹ lại đi bắt tiếp nhé. Vâng. Mình lấy cái gì ăn được? Đi bắt cua thôi. Ở trong kia chắc có nhiều cua đây nhỉ? Vâng. Thì mình đi. Vâng. Rồi chờ nhé. Cái gì không khóa à? Không cần đâu, tí mình về bây giờ đấy.
Cả con này đi bắt à? Vâng. Ôi, lại gặp thằng này rồi, thằng này được trước mũ ốc một lần rồi. Đây là ai? Chị. Dạ. Thế cái này bán như thế nào? Mỗi chiên này 50.000. Đắt thế, có bớt không? Không bớt được đâu, em đi làm vất vả lắm, thằng này còn bị kẹt tay đây này, kẹt móng này. À, thế à, có bị đau nhiều không? Không. À, được, được, anh mua cả hai chùm luôn, nhá. Thế nhá, anh lấy cả hai chùm này nhá. Vâng. Đây, giả tiền đã. Này, nhá, cho chị em nhá. Cho con này một tờ nhá. Thế nhá, lần sau lại mua tiếp nhá. Cảm ơn ạ. Thế nhá, hai chị em về nhá. Lần sau lại mua tiếp nhá.
hết quả mất. Bây giờ mình ở nhà rồi, không sợ đâu. Ta đi đâu khóa cửa cẩn thận một tí là được. Mì cho ăn nhá. Vâng. Ăn xong mình lại đi làm tiếp nhỉ. Vâng. Ăn mì gì được bác? Ăn mì gì cũng được. Thế ăn cháo. Ăn mì. Ăn mì hả? Ừ. Ngon lắm chưa? Nè bác ơi. Ngon nhỉ, thèm lắm rồi nhỉ. Nói chưa? Này, ăn nữa không? Không có. Đây là mình chỉ cắt cho. Thế mình lại đi ra vườn nhỉ? Rồi. Không được họ trộm quá.
quả như hôm nọ nhỉ. Mình đi xem chỗ nào chưa buộc mình buộc vào đi. Thank you.
luôn bé. Vâng. Đây thì đoan đi nhỉ. Dạ, thấy chứ. Ăn quả không? Ờ. Không có chút ăn nhỉ. Không thôi nhỉ. Ừ. Ngon nha. Nào. À. Tôi nên ăn gì đâu á? Ăn gì cũng được. Đi lên rừng đi, đi lên đồ ăn đi.
đây chị cầm cho. Không. Ai, anh ra đây. Anh ra nhà tôi đi. Nói qua chị. Không có gì ăn. Anh là người chồng tao hôm qua phải không? Vâng. Thôi đã qua, cho nó xin. Anh đi khỏi ra nhà tôi đi. Anh đi đi, lần sau đừng có vào nhà tôi nữa. Lần sau đừng vào nhà tôi đấy nha. Đi đi, đi xuống dưới kia đi. Đi đi, lần sau đừng có đi ăn trộm như thế nữa nha. Tìm việc mà làm ăn đi. Đồ lên mình ăn. Tí nữa đấy. Thế kia nữa tí chặt luôn rồi mang lên nhà. Ăn một lần. Đi nhà ra đây. Tao quay nhà của chị nha. Vâng.
để cho chị mấy cây tư bóng. Em đây giúp chị buộc cho vào đây với.
một cái bát to, bác ơi. Đây. Cơm đi. Ăn đi, ăn trước đi. Ăn đi. Ngon quá. Mai đi tìm đồ bán tiếp nhỉ. Vâng. Đây là miếng trứng à. Ngon đấy. Mai mình lại đi tìm mang đi nhỉ. Vâng. Đi bán được nhiều tiền như hôm nay mua đồ ăn nhỉ. Ăn đi, ăn đi chị Mít.
Ngon không? Có. Ngon. Ừ. Còn là để to thì nó mới ngon. Ừ. Phần này nhá, lấy vừa thôi, rắc quanh đi cây thế này nhá, đừng rắc rắc nhiều nhá, rắc nhiều nó xót cây nó chết nhá. Đấy, thế này thôi nhá. Làm từ đây đi nhá, chỗ nào chỉ có thì cứ coi xuống nhá. Vâng.
Mình đi ra ngoài bờ suối kia tìm ăn nhỉ? Vâng. Đi bắt cá nhỉ?
nhỉ? Ăn rồi nha. Cầm đi, chị cầm cái thạc, con đi về thôi.
Ngon lắm. Ngon nhỉ? Mai lại đi lấy tiếp nhé. Vâng.